Vâng, hello, xin chào tất cả các bác. Ngày hôm nay thì em lại về được một lô thân máy này, rồi là pin sạc các kiểu, giá sale rẻ cho anh em mình luôn anh em ơi. Thân máy chất lượng hàng cho mình phổ thông này, rồi những quả pin dòng giả cao, dùng cho anh em là dùng máy mài, máy cắt, máy khoan bê tông này, vô tư thoải mái thì lên cho em những dòng này. Phải nói là số lượng về nhiều nên là giá sale rẻ cho các bác mình luôn nha. Hàng chất lượng và bao giá rẻ sập sàn luôn anh em ạ. Anh em quan tâm mua hàng bên em thì các bác không cần phải cọc, không cần phải chuyển khoản nha. Nhận hàng thì anh em sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán á. Đấy, đầu tiên lên cho em này, lên cho em một lô pin nhé. Lô pin này là giá sale nhé, giá nhà em đang sale. Chú hiện tại lô pin ngon không bao giờ có giá đâu các bác ạ. Đây, pin là 15 sale này, Navara. Pin con này của pin 5A nha, 15 sale 5A của Navara. Con này thì cực kỳ chất lượng rồi. Chân pin là chân pin phổ thông. Anh em dùng máy mài, máy cắt đang gặp tình trạng bị ngắt mạch thì các bác có thể lựa chọn cho em quả pin chất lượng xịn sò này. Pin là 21V, 18-21V này, có báo pin. Và báo pin thì cực kỳ là chuẩn này. Và pin thì sẽ được đựng trong cái hộp giấy này, rất là xịn sò luôn anh em nha. Mở ra cho các bác nhà mình xem luôn này. Đó, trời ơi, 15 sale nha. Mà giá sale ngày hôm nay phải nói là rất là bèo bọt. Thì em đã mở sẵn cho anh em mình xem rồi. Một quả pin này, 15 cell. Pin Navara, một cell pin của nó sẽ là 1600 mAh. Một khối này là 3 hàng thì sẽ là 4.8, tính là 5A luôn các bác nha. 5A luôn này. Mạch này, mạch thì mạch là mạch 3 MOSFET. Dòng xả con này lên đến là 65A các bác nhá, 65A. Có báo pin và báo pin thì cực kỳ là chuẩn luôn. Anh em nhớ là khi mua pin về các bác nhớ là sạc đầy rồi hãy dùng nha. Bởi vì nào, nên anh em nhìn giúp em này. Tại vì từ nhà máy về chỉ có 1-2, gọi là 1-2 vạch pin thôi. Đó, sẽ không đủ cái nhu cầu công việc của mình đâu ạ. Nên các bác cứ nạp đầy đủ rồi hãy sử dụng cho em nha. Quả pin này giá được sale là 400.000 bao phí vận chuyển nhá. Pin 15 cell 5A Navara cho pin phổ thông. Dòng này pin dòng xả cao, máy mài, máy cắt, máy khoan bê tông vô tư không bị ngắt mạch cho em, ép tải thoải mái. Video này em đã test thử cho các bác mình xem rồi với quả pin này. Giá thì sale có 400 mà số lượng thì không có nhiều. Nên các bác có nhu cầu nhanh tay này. Đó, anh em nào mà lấy quả pin mà chơi cái thân này này thì phải nói là thân quạt auto ngon anh em ạ. Thân quạt xài pin, chân pin phổ thông, chân pin M21, chân pin Makita này. Con này thì chẳng hạn các bác lắp cái quả pin này 10 cell 5A này thì anh em xài liên tục được hơn 10 tiếng cho em luôn nha. Rồi tầm này mà nóng bức thế này này, triển luôn cho em, phải nói đi làm công trình công trường vô tư thoải mái. Mà cái thân quạt này kích cỡ của nó là 8 inch anh em nhá. Đường kính cánh quạt là 20 phân, còn đường kính bao lồng ngoài thì sẽ là 22 đến 23 phân này. Thân quạt cho em 230.000. 230.000 này bao phí ship này. Nhân hàng các bác cứ kiểm tra thoải mái cho em trước thanh toán nhá. Nhân hàng anh em được kiểm tra cho em trước thanh toán này. Rồi là một mã sạc, thường thường ra là anh em dùng pin rất là nhiều. Anh em làm công trình công trường, các bác thường thường là anh em dùng pin khá là nhiều luôn. Và khi mà dùng pin nhiều thì các bác sẽ cần những cái cục sạc, gọi là cục sạc nhanh, để cái pin nó nhanh, nó nhanh đầy pin thì anh em được sử dụng được lâu hơn đúng không ạ, và sử dụng được nhanh hơn. Thì lên cho em những quả sạc này. Sạc pin Navara, sạc nhanh của Navara anh em nha. Chân pin phổ thông, ví dụ các bác cứ chân pin 4 phân thế này, ok, chuyển luôn cho em. Đó, thâu các bác, quá là ngon. Sạc nhanh của Navara, hộp đựng thì siêu xịn sò luôn. Hộp đựng thì phải nói là siêu xịn sò. Mà giá xe chỉ có 200.000 thôi, bao phí vận chuyển. Dòng này là dòng sạc chân phổ thông anh em nhé. Và 95% trên thị trường hiện tại các bác đang dùng hệ chân phổ thông. Và dần dần những cái chân thường thì các bác đều chuyển sang chân phổ thông rất là nhiều luôn anh em ạ. Bây giờ phân chân phổ thông thì các bác có thể dùng những thân quạt, thân đèn hoặc những thân thổi bụi các kiểu. Rất là nhiều thân máy sản xuất ra để phục vụ các bác dùng chân phổ thông anh em ạ. Và thường thường anh em có nhu cầu máy khoan thì khá là nhiều, khoan mài cắt các kiểu. Nhưng mà thực ra thì cái nhu cầu công việc của mọi người thì sẽ là khoan nhiều hơn. Bởi vì là dùng máy khoan đầu kẹp 13 ly thì các bác có thể là anh em khoan này, các bác khoan sắt, khoan gỗ, bắn vít, bắn tôn hoặc là khoan tường, khoan bê tông các kiểu luôn. Thì anh em lên luôn cho em này, lên luôn cho em thân máy khoan. Thân máy khoan xài pin chân phổ thông hàng của Navara nha.
dòng này phải nói là siêu khỏe luôn đó. Trời ơi đây. Ok. Thực ra là nhiều bác nghe tiếng máy là đã, các bác đã gọi là hình dung và các bác gọi là đã biết được là chất lượng của sản phẩm nó như thế nào đúng không? Con này đầu kẹp 13 ly, đầu auto lock này, có khóa cứng trục luôn nha. Đây. 20 cấp trượt và 3 chức năng. 2 cấp tốc độ nhanh chậm điều chỉnh trên thân luôn. Con này thì máy ngon, chất lượng. Em nhìn các bác nhìn giúp em cái hình thức này, quá là ngon luôn. Lại còn có cả cái tay cầm phụ hỗ trợ anh em cầm nắm. Anh em nào đang sử dụng hệ châm pin phổ thông có thể lên cho em một mã thân, gọi là một mã thân máy khoan 13 ly thế này. Mà giá sale ngày hôm nay có 650.000 thôi, bao phí vận chuyển toàn quốc. Navara, thương hiệu hàng, công ty hàng chính hãng, chắc chắn họ sẽ trau chuốt về chất lượng rất là nhiều luôn anh em ạ. Đó rất là ngon. Nếu anh em nào đang có nhu cầu máy khoan này, muốn khoan sắt này, muốn khoan gỗ này, hoặc là vừa muốn đánh vít bằng tôn, thì chuyển cho em cái thân khoan đầu kẹp 13 ly. Còn nếu các bác nào mà muốn sử dụng với công việc là siết ốc này, siết ốc và có thể bắn vít bắn tôn, thì có thể lên luôn cho em, lựa chọn cho em cái dòng bu lông đầu rỗng. Bu lông đầu rỗng 2 trong 1 thì chắc chắn là cái lực siết nó vừa phải. Lực siết con này lên đến là 380 N. Lực siết vừa phải thì các bác vừa bắn vít được, anh em vừa vặn tôn, bắn vít bắn tôn và vừa vặn bu lông được luôn cho em. Còn những con lực siết lớn thì thực ra là chuyên để vặn ốc. Rồi, còn con vừa phải thì nó sẽ là vừa vít vừa tôn và vừa bu lông. Dòng đầu rỗng của nó sẽ tiện dụng hơn rất là nhiều, bởi vì nếu các bác muốn vặn vít vặn tôn, anh em cắm trực tiếp vô đầu rỗng cho em. Con này ba đèn siêu sáng này, motor từ không chổi than. Rồi, bộ Rolex không chổi than anh em nhá. Navara, mã này mã 6001. 6001 dòng bu lông cho em. Anh em mua thân máy nhớ báo vào đây, tặng luôn cho bác một cái đầu chuyển vít luôn. Con này tốc chậm là 280. Tốc chậm là 1800 vòng, lực là 280 N, tốc nhanh là 3000 vòng mà lực của nó là 380 N nha. Thân máy 500.000 cho em, bao phí vận chuyển này. Còn ngoài ra, thực ra các bác hỏi em rất là nhiều về dòng chuyên vít. Dòng chuyên vít, nếu các bác chỉ vặn vít vặn tôn thôi thì lấy cho em những cái đầu chuyên vít thế này thì nó sẽ giữ vít giữ tôn, giữ đầu vít đầu tôn rất là chắc chắn luôn cho em. Chuyên vít, thân máy chuyên vít của Navara, chân pin phổ thông, chân pin Makita. Anh em nào đang sử dụng hệ chân pin phổ thông như thế này thì anh em chuyển luôn cho em. Rồi, chuyên vít chuyên tôn mà giá có 500.000 cho em. Giá sale 500.000 một thân máy. Thực ra nếu mà nhà các bác có pin rồi, anh em lấy thân máy, lấy thân máy cho tiết kiệm chi phí giá thành. Lấy thân máy thì mình tận dụng cái quả pin ở nhà, hoặc anh em muốn đóng pin để anh em sử dụng theo cái nhu cầu công việc của mình thì anh em lấy thân máy cho em. Đấy, thân máy sạc các kiểu ok luôn. Ngoài ra thì để mà anh em mài cắt trên cao thì nên lựa chọn những dòng máy mài pin. Mài cắt trên cao thì dây điện rất là khó dòng lên là cái thứ nhất, cái thứ hai là nó không có tính an toàn. Thì lên cho em cái máy mài pin thế này. Rồi, mài pin thì chắc chắn là an toàn hơn rất là nhiều. Mài pin thì làm trên cao không cần phải dòng dây, cầm máy lên chơi sử dụng cho em. Cái dòng công tắc của con này thì rất là tiện dụng và an toàn nha anh em nha. Em gắn thử vô một quả pin châm phổ thông cho các bác mình xem luôn. Bên này có báo pin chuẩn. Trời ơi, rồi. Công tắc các bác rất là an toàn, bởi vì các bác phải gạt thế này xuống này, gạt xuống sau đó các bác bấm được công tắc thế này. Nó rất là an toàn khi anh em sử dụng luôn. Con này có hình dung luôn nha. Nó chậm nhất này. Thứ 2 này, thứ 3 này, và thứ 4 này. Rất khỏe, rất ngon, vòng tua. Quá trời luôn. Con này 4 cấp tốc độ cho anh em nhà mình luôn. Tốc chậm là, tốc 1 là 3.000 vòng này. Tốc thứ 2 là 6.000, tốc thứ 3 là 9.000 và tốc thứ 4 là 12.000 vòng một phút cho em. Đầu là lưỡi là lưỡi một tấc, anh em nhìn giúp em, nhìn giúp em cái nó ngon, nó xịn, hàng Navara, logo dập nổi bởi vì nó là hàng chính hãng, bảo hành 6 tháng cho anh em. Thân máy, thân máy con này motor từ không chổi than anh em nhá, chân pin phổ thông. Anh em nào đóng pin hoặc anh em nào có pin dòng xả cao lấy thân máy cho em. Đầy đủ dụng cụ chắn này, tay mở, tay cầm phụ, mà thân máy có 570.000, bao phí vận chuyển toàn quốc cho em nhé. Nhận hàng có cứ kiểm tra hàng thoải mái này. Ngoài ra cho nay em về thêm được cả một lô pin này.
Về thêm được một lô pin pin 6A nhá. Pin 6A thì em bán rất là nhiều cho anh em nhà mình luôn rồi. Quả này nó là 4 MOSFET này. Pin 6A. Đây. Pin 6A anh em ơi, Navara có báo pin này, một cell pin sẽ là 2000 mAh. Một khối này 6A giá tới tay các bác 500 ngàn bao phí vận chuyển cho anh em nha. Kết quả thì em có những mã thân đẹp. Tầm này làm trời tối, miền Bắc thì mùa đông này rất là tối, trong khoảng tầm 5-6 giờ trời đã tối rồi. Nhưng tầm đấy anh em chưa nghỉ thì anh em có thể lên cho em những cái mã thân đèn để nhằm hỗ trợ công việc của bác luôn này. Con này thì có công tắc bật mở thế này anh em nha. Ui trời, chói quá, sáng quá anh em ơi. Đây, bật mở luôn. Em đang cầm một cái đèn tròn, con này chỉ có 15W thôi nhưng mà siêu sáng luôn rồi. Đây, 170 ngàn cho em. Hai cổng sạc USB luôn các bác ạ. 170 ngàn thôi các bác nha. Vừa sạc được điện thoại lại còn vừa làm được đèn sáng luôn, tiện dụng luôn. Ngoài ra thì anh em muốn công suất lớn hơn để cái ánh sáng nó sáng hơn thì các bác có thể lựa chọn con thân đèn loại 48W, con này là 30W LED, 260 ngàn. Và thân đèn loại 70W, con này tương ứng là 48W LED, 330 ngàn cho em nha. Cứ sử dụng trên pin phổ thông, chuyển luôn cho em mã thân đèn này. Siêu siêu sáng luôn. Wow, cực sáng luôn các bác. Đấy, anh em nhìn giúp em. Đi làm trời tối hoặc đôi khi nhà mình có công có việc gì đó mà anh em không dòng dây điện được, con này phải nói là sự lựa chọn hàng đầu luôn. Quá là ngon này. Đây còn một bộ mã sản phẩm này. Bộ này thì còn rất ít thôi. Bộ khẩu bộ khẩu này là 37 món. 37 món, 37 chi tiết cho anh em mình luôn. Có thứ nhất cần tự động 25 phân luôn này. Trời ơi. Thứ hai một cái đầu lắc léo. Cái đầu lắc léo như thế này anh em mua ở ngoài thì rất là khó luôn các bác ạ. Rồi lên luôn cho em cái đầu lắc léo này. Giá con này còn có cả cái đây, khẩu đấy anh em ơi. Rồi là những khẩu ngắn. Khẩu từ 8 đến là 32. Lại còn có cả bộ cờ lê như thế này. Cờ lê này là cờ lê từ 8 này cho đến là 19 cho em. Vừa có khẩu, vừa có cái cần tự động, lại còn có cờ lê khóa vòng miệng như thế này luôn cho em. Mà giá sale ngày hôm nay phải nói là giá tri ân khách hàng. Còn tiếp lên anh em ơi. Đấy, tầm này phải nói là anh em nào mà thổi bụi hút bụi trong gia đình này, hoặc các bác làm nghề mộc, anh em làm rửa xe á, bác lên cho em một mã máy mút thổi bụi, hàng của Top Tool anh em nha. Con này có chỉnh tốc nha, 6 cấp chỉnh tốc, các bác có thể tùy điều chỉnh cho em. Công suất của nó là 700W và vòng tua từ 0 đến 15 ngàn vòng. Giá sale ngày hôm nay chỉ có 300 ngàn bao phí vận chuyển toàn quốc nha. Ngoài ra nếu mà các bác đây, ôi chà, con thổi bụi pin luôn. Nếu mà các bác mà muốn tiện lợi đa chức năng hơn, lấy thổi bụi pin cho em. Rồi. Phải nói là siêu ngon với dòng thổi bụi pin. Nó tiện dụng bác nhá. Thổi bụi pin thì thân máy nó là 600, còn cả bộ của Ocan thì nó là 900. Còn một thân máy, một pin, một sạc. Còn em đang lắp vào quả pin của Navara. Điện tay là lắp luôn Navara các anh ạ. Đấy, rất là ngon. Ngoài ra này, đây, túi đựng đồ nghề anh em ơi. Anh em nhìn cho em này, túi đựng đồ nghề thì đựng rất là nhiều đồ này. Daikin, Panasonic, nói chung là cái logo thì không quan trọng đâu các bác nha. Túi này thì là túi size đại bên em. Size chung thì dài 44, rộng 22 và cao là 28 thì giá là 280 ngàn. Size đại thì dài 48, rộng 22, cao là 32, giá là 330. Vải bố dày nhất luôn cho em nhé. Khóa đồng xịn sò cho em, logo đường may cực kỳ chắc chắn này. Đựng trong đây thì các bác đựng rất là nhiều đồ. Hiện tại nhà em đang đựng này, những cái kéo cắt cành này, loại này là 70 ngàn này. Rồi là những cái cưa gập rồi, cũng 70 ngàn luôn. Đang đựng rất là nhiều phụ kiện rồi, để mang về cho khách này. Đây, dùng cái này anh em mang đi làm thì tiện dụng luôn. Sách này, các bác nói chung là muốn. Còn này mà để đầy giỏ thì phải nói là nặng nặng quá trời luôn á. Nên là anh em muốn kích thước nào có thể là tùy lựa chọn các bác nha. Tùy lựa chọn luôn này. Rồi ngày hôm nay là một cái mã sản phẩm thì nó đã bán rất là nhiều. Mã này thì phải nói là rất là nhiều đơn vị họ PA rồi. Cái con thân cưa xích 6 inch của Dicton. 6 inch thì nó đường kính của nó chỉ có 6 inch thôi nha. Đây, có cái đầy đủ lam, nữ lam này, đầy đủ xích này. Và có một cái lọ để các bác cho dầu máy khô, các bác tra dầu cho em nhé. Con này thì motor từ không chổi than, súng chân phụ dần dùng là chân pin phổ thông. Các bác về cưa cành các kiểu trong nhà tiện dụng luôn.
Rồi, các bác cắt cái lượng ít lượng vừa phải lấy con này cho em. Con 6 inch, thân máy 770 ngàn. Còn nếu mà cắt nhiều thì các bác có thể cắt nhiều hoặc nhà có vườn á, nhà làm vườn. Úi da. Thế anh em lên cho em quả thân 8 inch. Thân 8 inch là to. Đấy, nó khỏe hơn, to hơn. Và có 8 inch thì có được tặng thêm một lưỡi xích gọi là sơ cua nữa, thì tổng là hai lưỡi xích đi kèm nhá. M21 chân phổ thông nha. Làm vườn chẳng hạn như có vườn bưởi hoặc có vườn màu á, lấy luôn cho em. Thân máy là 1.550.000 ngàn. Chào dầu tự động các bác nhá. Có cả hộp đựng luôn. Rồi là cái mã sản phẩm phải nói bán rất là chạy của dòng của Đích Tông. Con máy khoan bê tông bin, bê tông 3 chức năng của Đích Tông. Con này thì nó là hàng đầu điện bán cục rất là chạy. Mã là 1, mã là 2603C này. Có 3 đô à 3 mũi khoan này, 2 mũi đúc và có một đôi than đi kèm anh em nhé. Cả đảo chiều đây. Khoan bê tông 3 chức năng này, khoan bê tông, khoan búa và các bác có thể đục được luôn. Dòng này thì em bán rất là nhiều, rất là chạy của Đích Tông rồi. Bảo hành 6 tháng cho anh em. Mà giá chỉ có 1.150.000 là anh em sở hữu luôn cho em con khoan bê tông 3 chức năng như thế này ạ. Rồi anh em nào mà cần những con máy mài hàng chất lượng, ngon, khỏe mà giá lại rẻ thì lấy luôn cho em bộ này nha. Con này pin dòng xả cao luôn. Pin dòng xả cao chạy máy mài, máy cắt vô tư thoải mái. Một khối pin thế này nó là 4A rồi anh em nhé. Pin xanh của Navra, pin 4A. Em đã test các kiểu ép tải con này cho anh em xem thử rồi. Công tắc cò bóp thì anh em tay to tay nhỏ có thể sử dụng luôn. Mạch là mạch 3 tốc độ anh em nhé. Một bộ sản phẩm thế này. Rồi, cả bộ thế này luôn. Một thân máy, hai quả pin. Hai quả pin 10 cell 4A. Bình thường quả pin này bán lẻ cũng phải là 350-400 ngàn. 350-400 ngàn rồi. Đây nguyên bộ cái em này. Thực ra các bác mua nguyên bộ combo giá lúc nào cũng được rẻ. Lời lãi tình cảm thôi anh em ạ. Giá là 1 triệu cho em nhá. 1 triệu bao phí vận chuyển toàn quốc này. Nhận hàng cứ kiểm tra hàng cho em. Rồi em còn đôi mã này thì mã này phải nói là nhỏ gọn, tiện dụng, chất lượng, tốc rất là cao. Để anh em khoan đục bê tông làm trên cao thì lấy những dòng đồ pin cho em. Hàng của Ucan mã này rất là chạy luôn á. Con này như là con đó. Mã máy là Z3 Pro. Thân máy cho em 1.200.000 giá sale nhá. Giá sale. Có rất là nhiều các mã từ máy khoan rồi là máy mài các kiểu pin tiếp. Giá sale rẻ luôn nên anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp cho bên em. Tất cả các đầu số em đã để trên màn hình rồi nha. Là 0929 826 628 hoặc 0982 826 628. Cửa hàng anh em ở tại Lý Nhân Hà Nam nên là anh em nào gần qua trực tiếp cửa hàng để xem hàng, test hàng và mua hàng. Và anh em nhờ giúp em này, anh em mua hàng thì có thể đăng ký kênh hoặc là ấn chuông thông báo để theo dõi những video, cập nhật những video clip mới nhất nha. Và xin chào tất cả anh em ạ.